Thưa quý vị, Binance Smart Chain được ra mắt bởi sàn Binance vào tháng 9 năm 2020. Nền tảng mới này hỗ trợ hợp đồng thông minh. Ngay sau đó, hệ sinh thái này đã xuất hiện những sàn DEX với phí giao dịch thấp và giao dịch nhanh. Nổi bật nhất trong số các sàn phi tập trung đó là PancakeSwap. Với sự phát triển nhanh chóng, đồng thời đây là dự án được Binance đầu tư lên đến 350.000 USD. Ở video này, tôi xin chia sẻ cùng quý vị tổng quan sàn giao dịch PancakeSwap và token Cake. Phần cuối video, tôi sẽ sử dụng sàn PancakeSwap để hoán đổi các token trên mạng lưới BSC. Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Khi nói đến các sàn giao dịch tiền điện tử, một cái tên không thể không nhắc đến đó chính là PancakeSwap. Đây là nền tảng ứng dụng hệ thống AMM, hay còn gọi là Automated Market Maker, tạm dịch hệ thống tạo thị trường tự động. Theo dữ liệu từ CoinGecko, đến nay PancakeSwap có lượng giao dịch đứng thứ hai các sàn phi tập trung và chỉ xếp sau sàn Uniswap. Các sản phẩm và ứng dụng của PancakeSwap. Sản phẩm và ứng dụng thứ nhất là sàn giao dịch. PancakeSwap cho phép bạn hoán đổi qua lại các token BEP20 trên nền tảng và mạng lưới BSC với hơn 4.000 các loại token khác nhau. Sản phẩm và ứng dụng thứ hai là Yield Farming. Cũng như các sàn DEX, nhưng PancakeSwap cho quý vị rất nhiều các lựa chọn bởi số lượng pool rất đa dạng, nhiều cặp để user lựa chọn. Sản phẩm và ứng dụng thứ ba là Staking. Đây là nơi cho phép các dự án mới tự quảng bá dự án của mình với cộng đồng người chơi PancakeSwap. Để thực hiện được hiệu quả việc quảng bá, người chơi phân phối một phần token cho cake holder. Staking pool sẽ được chia làm hai phần. Một là cho core, đội ngũ phát triển của PancakeSwap lựa chọn, và hai là community, do cộng đồng lựa chọn. Và chỉ những dự án chiến thắng mới được lọt vào list của Swap, chứ không phải các dự án quảng bá đều được. Sản phẩm và ứng dụng tiếp theo là Lottery. Lottery là một hình thức xổ số dựa trên blockchain. Loại hình xổ số này không hề có bất cứ gian lận nào nên được uy tín. Khi sử dụng sản phẩm này, người dùng sẽ mua vé số với 4 số ngẫu nhiên và mỗi lượt lottery kéo dài 6 tiếng. Cách thức chia thưởng với tỷ lệ như sau. Trúng cả 4 số theo thứ tự chia đều 60% tổng giải thưởng. Trúng 3 số theo thứ tự chia đều 20% giải thưởng. Trúng 2 số theo thứ tự chia đều 10% giải thưởng. Đốt 10% tổng giải. Đây là cách chia nếu người chơi trúng cùng một giải. Nên nếu bạn là người duy nhất trúng giải thì chắc chắn 100% giải thưởng sẽ thuộc về bạn. Hơn thế nữa, nếu không ai trúng thì không ai trúng giải 3 thì 20% của giải cũng sẽ bị đốt. Đây cũng là cách để giúp cách token tránh lạm phát. Sản phẩm và ứng dụng tiếp theo, Analytics. Chức năng này giúp cho người chơi có thể xem các chỉ số về tính thanh khoản. Người chơi có thể xem được về volume, giá cả, những cặp tiền tệ có trong PancakeSwap. Nhờ vào tính năng này mà người chơi trader có thể phân tích được xu hướng thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Sản phẩm và tính năng tiếp theo là Voting. Đúng như tên gọi của nó, Voting là một chức năng nơi mà cộng đồng có thể bầu chọn và đề xuất ý tưởng của mình giúp phát triển dự án. Staking pool giúp cho trader đưa ra ý tưởng dự án lên, thì Voting chính là nơi cộng đồng vote ý tưởng đó. Cũng giống như Staking pool, Voting cũng có hai loại đề xuất từ người chơi. Loại 1, Core, là đề xuất của PancakeSwap. Đề xuất này được sự chấp thuận của cộng đồng thì sẽ được thực hiện. Loại 2, Community, là đề xuất của cộng đồng
thể hiện quan điểm của mỗi người chơi. Trong trường hợp đề xuất được cộng đồng hỗ trợ mạnh thì khả năng cao sẽ được đội ngũ PancakeSwap phê chuẩn sang mức Core. Sản phẩm và dịch vụ tiếp theo là EFO. EFO là từ viết tắt của Initial Farm Offering. Đây là một hình thức gây quỹ cho dự án, được thực hiện bằng click. Tham gia vào EFO, bạn sẽ được mua các token mới ra mắt thông qua Ion Farm. Total commit sẽ được công bố công khai tại nơi bán. EFO sẽ mang về cho PancakeSwap lượng lớn người dùng trong một ngày. Thông tin cơ bản về CAKE token. CAKE được niết trên hầu hết các sàn giao dịch. Giá CAKE ở thời điểm hiện tại 976 USD. Với nguồn cung không giới hạn, PancakeSwap sử dụng CAKE token làm nhiên liệu chính của nền tảng. Mỗi CAKE token được sinh ra 25 CAKE ở mỗi block. Theo cách tính này, mỗi ngày sẽ có 30.000 block sinh ra thì sẽ có 750.000 CAKE được tạo ra. Số lượng CAKE được tạo ra sẽ phân bổ cho 60% những người farm và số còn lại sẽ dành cho CAKE stake. PancakeSwap có chính sách đốt coin và sổ số giúp cho CAKE tránh được lạm phát. Tiếp theo, ở phần 2, tôi sẽ sử dụng sàn PancakeSwap và cái ví Sepo để hoán đổi các token chơi trên cái mạng lưới Binance Smart Chain BEP20. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn BNB để làm phí mạng. Rồi tôi sẽ chọn vào DApp, chọn PancakeSwap, chọn vào Connect, chọn cái ví Sepo. Rồi, đã connect. Quý vị có thể xem cái thông tin ở cái ba chấm này. Chọn cái info. Quý vị muốn hoán đổi cái token nào thì quý vị có thể nhập cái mã token vào cái ô này. Trường hợp quý vị hoán đổi nhiều thì quý vị có thể xem cái pool thanh khoản cũng như là các cặp thanh khoản ở trong cái mục thông tin này. Quý vị có thể chuyển sang tiếng Việt để dễ theo dõi. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn vào giao dịch. Quý vị sẽ thấy cái màn hình hoán đổi. Quý vị phải có BLB để làm phí mạng. Rồi ở đây tôi sẽ chọn một cái token bất kỳ. Quý vị có thể nhập cái mã token vào. Đó. Trường hợp mà nó không có ở đây, cái token mà nó không có hiển thị trong cái danh sách này, thì quý vị có thể vào cái địa chỉ là bscscan.com, tại ô tìm kiếm nhập cái mã token. Ví dụ tôi sẽ nhập cái Gate Network này và tôi sẽ lấy cái Smart Contract. Tôi sẽ copy. Rồi đã copy và tôi dán nó vào cái ô này. Đó, chọn vào nhập. Chọn vào tôi hiểu. Chọn nhập. Đó, thì cái token gas nó sẽ hiển thị. Rồi quý vị có thể đảo từ trên xuống dưới. Ô thứ nhất quý vị nhập cái số lượng hoặc có thể chọn tối đa. Rồi, tôi sẽ hoán đổi Gas Network sang cái đồng BNB. Chọn bật. Chọn bật.
chọn vào xác nhận. Phí xác nhận là 0.00029 BNB tương đương với 0.1284 USD. Rồi, chọn tiếp và hoán đổi. Chọn xác nhận hoán đổi. Quý vị có thể tùy chọn 3 cái mức phí: phí chậm, phí trung bình và phí nhanh. Phí trung bình ở đây 0.47 USD. Tôi sẽ để nguyên là trung bình. Rồi, chọn xác nhận. Xác nhận bằng vân tay. Chọn đóng. Rồi, quý vị sẽ thấy nó đang pending. Quý vị có thể chờ vài giây. Ok, nó báo đã thành công này. Quý vị có thể xem luôn trên BSC. Rồi, đã thành công này. Để tôi xem lại cái phí. Rồi, phí là 0.000737 BNB, tương đương với lại 0.32 USD. Rồi, tôi sẽ back lại. Rồi, tôi sẽ tắt cái này đi. Trở lại cái DApp. Quý vị để ý cái thanh menu trên này, nó có cái tool này, đó. Quý vị vuốt màn hình từ bên phải sang bên trái, tìm đến cái tool, tìm đến cái Andri KT BSC để thu hồi cái lệnh mà quý vị vừa đồng ý. Rồi, nó chưa hiển thị ở trên này. Đó, quý vị có thể thu hồi cái lệnh Upround. Ví dụ tôi sẽ thu hồi cái lệnh này đi. Trường hợp quý vị swap những cái token mà lạ, những cái token nó không có phổ thông, thì quý vị nên sử dụng cái Andri KT này để thu hồi cái lệnh đó, để đảm bảo an toàn cho cái ví của quý vị. Ok, thì quý vị sẽ thấy cái biểu tượng này là đã thu hồi. Rồi, tôi sẽ tắt đi. Đó, thì vừa nãy tôi đã swap cái gate network sang BNB. Quý vị sẽ thấy cái số dư nó hiển thị bằng 0 rồi này. Và BNB nó đã được về ví. Rồi, đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, hãy đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.